Ngôi nhà kiên cố rộng 600 mét vuông đang hoàn thiện này của gia đình ông Đào Văn Tình nằm gần chân núi Chọc, một trong ba ngọn núi thiêng còn gọi là Tam Sơn Cấm Địa. Đây là khu vực bảo vệ nghiêm ngặt thuộc khu di tích lịch sử Đền Hùng. Theo lãnh đạo khu di tích lịch sử Đền Hùng, việc xây nhà trái phép này đã vi phạm điều 8 quyết định 943 ngày 8 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành quy định một số điểm về quản lý hoạt động xây dựng trong khu di tích lịch sử Đền Hùng và Nghị định số 180 ngày 7 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị, nhất là công trình xây dựng trong khu vực cần bảo vệ nghiêm ngặt như khu vực Tam Sơn Cấm Địa của khu di tích lịch sử Đền Hùng. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Việt Trì đã có văn bản giao Ủy ban Nhân dân xã Hy Cương chủ trì phối hợp với Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Đội Thanh tra Trật tự Đô thị thành phố và khu di tích lịch sử Đền Hùng tổ chức thực hiện cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng này. Đây là khu bảo vệ nghiêm ngặt, mất luôn cả núi Hùng và mất luôn cả di tích cấp quốc gia, đặc biệt cấp quốc gia. Thế và nếu nhà ông Tình làm được thì tất cả các hộ dân ở Hy Cương, Chu Hóa đều làm được ở khu này. Thì coi là đây là một cái thể lệ sốc. Thế nên tôi đề nghị là cương quyết tháo dỡ, trả lại mặt bằng cho Tam Sơn Cấm Địa. Còn đây là khu đồi Cá Chuối ở khu 8 xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì, nằm trong khu vực bảo vệ khu di tích lịch sử Đền Hùng, đã bị một số người đào trộm đất để bán. Đồi Cá Chuối nằm trong khu vực 2 của khu di tích lịch sử Đền Hùng, ngay cạnh đài tưởng niệm liệt sĩ đang xây dựng và cách đền quốc tổ Lạc Long Quân khoảng 500 mét. Tại hiện trường có hai vị trí bị đào sâu khoảng 5-7 mét, diện tích mỗi khu vực tới vài trăm mét vuông. Các đối tượng đã dùng máy xúc đào đất và vận chuyển bằng ô tô, ước tính lượng đất bị đào bới lên tới hàng nghìn mét khối. Ủy ban dân xã không có chủ trương cho việc khai thác đất ở trong khu quy hoạch Đền Hùng. Sau khi lập biên bản đình chỉ thì chúng tôi có báo cáo với Ủy ban dân thành phố xin chủ trương giải quyết. Để rút kinh nghiệm qua cái việc này thì chúng tôi sẽ chỉ đạo khu dân cư rồi là tuyên truyền nhân dân cảnh giác với việc khai thác trộm đất và quản lý chặt chẽ hơn trong việc quản lý đất đai trên địa bàn. Khi phát hiện sự việc, khu di tích cùng chính quyền xã Chu Hóa, đồn công an Đền Hùng lập biên bản vi phạm, thu giữ phương tiện khai thác và yêu cầu dừng ngay việc đào đất. Còn đồi Cá Chuối thì hiện nay chúng tôi đã làm việc với và có công văn với các cấp có thẩm quyền và đề nghị là xử lý các công ty lấy trộm đất ở đây theo luật định. Việc xâm phạm các quần thể di tích lịch sử vốn không còn là chuyện mới ở nước ta. Điều đáng nói là các vụ việc xâm phạm này thường bị phát hiện muộn nên khi xử lý rất khó khăn. Điều này đòi hỏi chính quyền địa phương và các ngành chức năng cần chú trọng hơn nữa đến công tác bảo vệ các khu di tích.